Xin chào tất cả các bạn, mình là Thuần Kia Bình Triệu. Thì hôm nay mình sẽ làm video sử dụng chức năng Android Auto trên chiếc xe Kia Sorento 2021 và các xe như dòng xe Seltos hoặc là một số xe chúng ta còn sử dụng được Android Auto ha. Thì chức năng Android Auto là một chức năng để chúng ta kết nối điện thoại Android với cái đầu xe đi đường của chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng những tính năng như Google Maps hoặc là một số tính năng khác trên xe các bạn ha, trên cái điện thoại của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ nghe những cái ứng dụng mà nghe nhạc trên điện thoại luôn, thì bằng cái thao tác rất là dễ. Rồi thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải có một chiếc điện thoại Android và một cái dây sạc như thế này, dây sạc của Zin của chính hãng đó nhé các bạn ha. Thì một số cái dòng sạc bây giờ thì chủ yếu là nó chỉ có cho là sạc thôi, chứ mà nó không cho truyền tải thông tin, nên chúng ta không thể kết nối Android Auto được. Và ví dụ như một số trường hợp mà một số điện thoại Android chúng ta chưa có cái ứng dụng Android Auto thì chúng ta phải cài đặt, như điện thoại Samsung của em ở đây, chiếc A20s thì là nó đã có sẵn rồi, thì em không cần phải cài đặt cái ứng dụng Android Auto nữa. Nếu như mà một số khách hàng mà chưa có điện thoại mà chưa có thì chúng ta nên cài đặt. Thì đầu tiên là cái dây sạc này chúng ta gắn vào cái chỗ cổng USB nhé các bạn ha. Chúng ta mà gắn hai cổng sạc ở hai bên thì không được, chúng ta bắt buộc phải gắn cổng sạc USB ở đây đó. Và sau đó là chúng ta sẽ gắn vào cái chỗ cổng Type-C, cổng sạc pin của điện thoại. Thì trên kia giao diện chính của đầu của xe thì chúng ta lướt qua bên phải thì là nó sẽ có chỗ Android Auto, nó sẽ hiển thị một đắng. Bình thường là nó không kết nối thì nó sẽ hiển thị một đen đen này các bạn ha, nhưng mà nó đã kết nối rồi thì nó sẽ hiển thị cái một đắng như này, thì chúng ta chỉ cần nhấp vào đây thôi là chúng ta có thể sử dụng các tính năng của Android Auto đó. Thì tính năng mặc định của nó thì nó sẽ hiển thị cái phần mềm dẫn đường của Google Maps ở đây. Thì chúng ta ở đây thì chúng ta thấy như một số ứng dụng trên Android, thì chúng ta thấy ví dụ như Zalo hoặc như Google Maps, điện thoại hoặc là tin nhắn thì chúng ta sử dụng đây. Cái điểm đặc biệt của Google Maps thì chúng ta có thể sử dụng cái phím điều khiển giọng nói ở trên xe đây, là chúng ta có thể điều khiển được rất là dễ. Ví dụ như chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta chỉ cần nói là chỉ đường tới kia Mazda Bình Triệu cách vị trí của bạn 1 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông thấp. Đó, chúng ta chỉ cần ấn nút ở đây thôi là chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta chỉ cần ra lệnh giọng nói là sẽ bắt đầu đi được các bạn ha, rất là dễ. Chỉ đường tới Giamon. Đang hiện. Đó, chúng ta đó, rất là dễ. Thì cái tính năng Android Auto này á, thì ví dụ như điện thoại Android của em á, em sẽ cài phần mềm AA Store. Vào AA Store thì em sẽ kết nối được, và em sẽ tải các stream thì em có thể coi được YouTube các bạn ha. Là điện thoại Android nhé các bạn ha. Đó, thì em có thể là coi được YouTube ở đây. Thì là một cái hay của điện thoại Android nữa. Đó, cái này nó xài rất là hay mà một số khách hàng chưa sử dụng. Thì em thấy rất là hay, cái này xài rất là tiện lắm nha các bạn ha. Đó, ví dụ như chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta chỉ cần ấn nút ở đây. Chỉ đường tới chợ Thủ Đức. Chợ Thủ Đức cách vị trí của bạn 11 phút đi bằng ô tô khi mật độ giao thông thấp. Ok, rất là hay nha các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Thì về kết nối cái tính năng Android Auto thì rất là dễ. Chúng ta chỉ cần sử dụng điện thoại Android mà chúng ta đã có phần mềm Android Auto có sẵn trên máy, và chúng ta cần một cái cáp sạc mà nó có chức năng truyền tải thông tin và sạc thì giống như là cáp zin của mình là được. Thì chúng ta chỉ cần gắn vào thôi và chúng ta ấn vào chỗ Android Auto thì chúng ta có thể sử dụng chức năng Android Auto được luôn. Chức năng Android Auto thì chúng ta có thể sử dụng cái phím bấm ở đây điều khiển bằng giọng nói để chúng ta điều khiển các tính năng trên xe, rất là hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Về những cái thông tin nào các bạn chưa hiểu thì các bạn cứ liên hệ em tới số điện thoại 0962385818. Em là Thuần, tư vấn bán hàng tại showroom Kia Bình Triệu nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.